cái mà quan trọng nhất là cái này, nước chấm. Nước chấm của Thái Lan thì vô đối. Thêm một miếng xôi, coi Thái Lan gọi là khấu niệu. Thì không còn gì bằng các bạn. Đó. Xôi này là người ta làm rất là dẻo, hấp đúng xôi luôn. Ở bên này uống nước là uống nhiều. Có 20 bạc à, 20 bạc là tính ra khoảng mười mấy ngàn tiền mình rồi. Rất là ngọt đã. Bạn cùng theo dõi tiếp nha. Các bạn quay trở lại với kênh của Mỹ Trần. Hiện tại mình đang ở Thái Lan cho nên là mình sẽ đi và trải nghiệm một ngày ở Bangkok Thái Lan như thế nào các bạn. Mình sẽ tự khám phá từ tất cả mọi thứ. Đó thì ở Thái Lan có cái khách sạn như vậy thì hoặc là công ty thì người ta thường không có những cái bàn thờ như vậy. Thì thứ nhất là vừa trang trí đẹp, thứ hai là thích tưởng để mang lại sự bình an may mắn. Chủ này thì nó gọi là Platinum nha. Gần ba giọt ngừng á. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra cái hướng này đi. Ok nha. Rồi thì các bạn, một trong những cái món ăn mà ở ngoài đường bằng cá nướng. Mổ ra như vậy các bạn, cá mổ ra xong rồi bỏ bỏ xả vô, xong rồi đắp xí nữa nó sẽ đắp muối lên xong rồi sẽ ăn. Con cá như vậy bán chỉ có 100 bạc, rất là tuyệt vời. Khi tối mình sẽ ăn trải nghiệm cho các bạn, coi nha. Đó, ha. Thì nó có tầm tầm Thái hoặc tầm ba lá và nhiều thứ. Vé số ở Thái Lan thì nó bán liên tục gì nè, như một tháng chỉ sổ có 2 lần thôi, sổ vào giữa tháng và sổ vào cuối tháng, chứ không có sổ liên tục mỗi ngày như ở Việt Nam mình đâu. Ovaltine, em uống nước à, uống Ovaltine không? Ok, chọn cái Ovaltine gen đó. Đó, những cái quán nước như vậy thì bán rất là nhiều món, trà sữa rồi tập lưng tập la hết, thì mình chọn Ovaltine uống ở đây rất là ok các bạn. Rất là rẻ, chỉ có 25 bạc thôi, 25 bạc và tính ra tiền mình thì tầm cũng mười mấy ngàn. Đây là đường xá Thái Lan rồi các bạn. Đường xá Thái Lan đó thì các bạn thấy ở đây đó, thì người ta sẽ đi xe về bên hướng tay trái. Đây là hình của ông vua mà hiện tại đang nắm đất nước Thái Lan. Đây, nó sẽ đi về phía bên tay trái như vậy đó các bạn.
giống như ở bên châu Âu, bên Mỹ rồi vậy á. Ngược lại với ở Việt Nam mình nha, thì tay lái thì nó nằm bên tay phải, tay lái xe nằm bên phải nên xe đi về hướng bên trái. Đường xá thì xe hơi rất là nhiều, tòa nhà rất là cao đó. Đây có bán dừa, trái cây rồi này nọ, cũng bán hàng rong nhiều, giống như ở Việt Nam mình vậy đó. Trên đường này là đường Rông Nam này, đó có chữ Rông Nam. Gần Bangkok á thì tàu điện nó đều đi tới á, và nó rất là rẻ nha các bạn. Tàu điện đi rất là rẻ và rất là lợi, người dân chọn tàu điện để làm cái phương tiện đi làm. Các bạn cùng mình đi lên cái tàu điện đó nha. Khi nữa mình lên tàu điện mình mua từ tàu điện lên, hôm nay mình nhìn xuống một lần. Ở dưới là bình thường nha, ở trên cái làn kia các bạn thấy xe đang chạy ở cái làn này là đường cao tốc. Đó là đường cao tốc, cao tốc mà có phòng những mảnh đất trống như vậy. Thank you.
đi vô đây các bạn, xong rồi mình sẽ lên phòng. Ok, trong khi mà mình mua được cái thẻ này á là mình sẽ đi đó, đây tàu điện. Lúc này á tàu điện sẽ đưa mình đi tới cái bãi Gia Thái. Tới bãi Gia Thái xong mình sẽ đổi chuyến đi tiếp tới cái trung tâm. Và cái điểm mà mình đi đến là National. Còn tàu này á thì đi từ sân bay về nên là rất là ít khách, nhưng mà xíu nữa vô trong trung tâm thì rất là nhiều khách. Lúc này rất là rộng đúng không? Như là mùa này dịch thì rất là khách. Đó, giờ mình phải đổi chạm các bạn. Đổi nhiều chạm thì mình thấy đi được. Bắt đầu vô trung tâm thì người nó sẽ đông nhiều hơn. Nó sẽ ít vắng, nhưng mà bây giờ dùng trung tâm thì sẽ đông hơn. Hai bên các bạn có thể dưới kia cũng đang ở trong mùa dịch nên cũng phải đeo khẩu trang hết các bạn. Tất cả mọi người chấp hành. Đó, trong này là siêu thị cũng giống như Việt Nam mình, bán rất là nhiều hàng giảm giá đồ này nọ, tất cả các mặt hàng đều có. Khu này khu tính tiền thì người Thái thường cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì người ta sẽ đi mua rất là nhiều, mua về xài một lần xong rồi thứ bảy chủ nhật lại đi mua tiếp, chứ không có mua lặt vặt hàng ngày như ở Việt Nam mình. Người ta đi siêu thị cuối tuần rất là nhiều. Ở đây trong này thì bán các cái đồ ăn vật rất là nhiều, nhưng các bạn trong siêu thị nhưng mà bán rất là đồ ăn vật rất nhiều. Cái này rất là ngon nè. Bánh phồng tôm Thái Lan. Rất ok. Bánh phồng lan Thái Lan. Quá trời loại luôn, 20 bạc một cái một bịch. Quá trời đồ ăn luôn. Oh. Bánh ốc quế, đồ kem, đồ lum, còn 20 bạc. Bên này nè, cái này nè. Đó, da gà chiên Thái Lan. Đó, ăn tới luôn á. Thôi, khoai lang chiên cũng ngon, cái này mấy cái món này ngon lắm. Này là gì ta, nem 10 bạc. Cái con tôm nhỏ. Rồi khoai tây, khoai gì tùm lum hết. Quá trời luôn. Nói chung là khu này buôn bán cũng đồ ăn cũng rất là nhiều. Đây các mỹ phẩm, dầu thái, rồi sức mũi, trị chuột, đồ xà bông, xà biếc. Ok, mình sẽ đi lên trên tiếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi đồ ăn ở đây. Biệt là rất là rẻ. Nên là mình chọn cái đồ ăn như vậy các bạn. Okay.
chứ nó sẽ đợi đồ ăn ra nha. Ok, món đầu tiên nó ra rồi các bạn. Đây là cá lóc nướng. Ở dưới hè thì cái món mà nướng như vậy là tẩm muối. Tuyệt vời lắm các bạn. Đó, cái thịt của nó nè, thấy không? Nó dài, nó thơm, nó đã dày. Cộng với là cái mà quan trọng nhất là cái này, nước chấm. Nước chấm của Thái Lan thì vô đối. Đây một miếng xôi, xôi Thái Lan gọi là khấu nị. Thì không còn gì bằng các bạn. Đó. Xôi này là người ta làm rất là dẻo, hấp đúng xôi luôn. Các bạn, đây là món mình cũng không biết tên nó là cái gì, nhưng mà nó được làm từ bột. Xong rồi bây giờ anh sẽ làm cái này. Món này không được như vậy á, sẽ bỏ vô kia chi cho nó đập trứng, rồi bỏ chuối vô nữa. Cần theo dõi cái món ăn này nha. Cá như vậy các bạn.